thích thì va, yếu thì ra. Xin giới thiệu Basuya. Là một nhân vật có tốc độ phi hành nhanh nhất Free Fire. Ý là phi vào giữa team địch và ăn hành, phi hành. Với khả năng cơ động cực cao, Basuya có thể né đạn, né bom gần như tức thời để có thể nắm bắt tình hình. Và ra sảnh mà vẫn biết lý do tại sao. Đúng như câu nói ở đầu video, người ta cầm Basuya, thích thì va. Còn đồng đội của tôi thì toàn va vào tường này, va vào bo này. Tóm tắt thì Basuya có thể lướt đi cực nhanh trong 0.3 giây, tích lũy được 3 lần lướt gần như liên tục, cách nhau 1 giây. Nghiêm túc mà nói thì Basuya rất dễ tạo ra đột biến cho giao tranh, khiến kẻ địch cực bất ngờ khi bạn xuất hiện ở bất kỳ vị trí xung quanh nào chỉ trong nháy mắt. Sự thật thì Basuya rất dễ sử dụng, và đặc biệt những người có tiền thì rất ghét Basuya. Ý mình là tiền đình, bởi vì khi bạn gặp một team 4 Basuya thì sẽ kiểu như... Một số điều cần chú ý khi bạn dùng Basuya. Khi bạn đứng yên thì bấm Basuya sẽ không di chuyển được. Nhưng mà lỡ có bấm khi đang đứng yên á, thì ngay sau đó bấm ngay nút di chuyển về hướng nào đó thì hiệu ứng di chuyển vẫn còn tác dụng. Nhưng phải làm thật nhanh nhá. Dùng nút di chuyển thuần thục để chỉ hướng phi hành của Basuya anh em nhé. Có một lời khuyên dành cho anh em khi dùng Basuya: hãy bấm nút kỹ năng của Basuya trước, sau rồi hãy bấm nút di chuyển. Như vậy anh em sẽ lạng lách ghê hơn đấy. Đúng kiểu Free Fire, sáng mang vở mang sách, tối về lạng lách múa keo. Có mấy trò hay hay với Basuya, anh em có thể thử nhé. Trước khi tham gia giao tranh, hãy ném một quả bom về phía kẻ địch rồi hãy công lên nha. Bởi vì khi địch yếu, sau dùng Basuya tiếp cận nhanh thì sẽ tối ưu hơn. Vì chiêu của Basuya có thể spam, nên anh em hãy cầm theo Sunny. Vì mỗi lần dùng kỹ năng chủ động thì nhờ Sunny đồng đội sẽ có thêm 50 giáp. Còn trò gì hay hay với Basuya, anh em bình luận cho mình biết nhé.